Hello anh em, đã quay trở lại với kênh Rồ Tìm Studio. Hôm nay Rồ Tìm tác chiến tại Hội An đã xong. Và bây giờ Rồ Tìm sẽ vào một cái quán ăn phải nói rất đặc biệt tại Hội An. Một món phải nói là đi chơi là dành cho mấy bạn selfie hay là chụp hình từ trước rất là nhiều. Đó là món ăn phải nói rất là đặc biệt. Chè, đó, chè của Sáu. Đấy, đó, bên này phải không? Đấy, đây là quán chè của Sáu. Vào chợ Hội An, đó, phố cổ Hội An ngay chỗ giờ đêm. À, mấy anh sẽ có được những món ăn rất là đặc biệt, chè cho thịt cẩm hoặc xe nó trong giá rất là mềm luôn. Đó, mềm như cái mềm luôn. Đó. Đấy, đây là bà chị chủ của Sáu rất là dễ thương. Đấy, hai bà con của bác đây nè. Hai cái này, yeah, cái này thật tiếng. Đó, nhìn thôi biết có món chè thì vui rồi. Và nhìn biết không, có người món chè mà vui là món chè hơn ngon. Đó. Đây đây là team Rồ Tìm đang sau một ngày tác chiến thì bây giờ vợ anh chạy lột núi núi cho lộn ta lộn ăn cái ngẫu tình chiến. Đây là team Rồ Tìm hùng trong em trong lai là quay phim phụng bái tài lý trong ngày hôm nay là diễn viên chính ngày hôm nay đó là cô dâu chú rể đây đến từ USA Mỹ người gốc Việt Nam đấy sau một ngày thực hiện tại Đà Nẵng Hội An tắt dùng cái loa dùng cái trời ơi loa nhỏ to quá cái gì đó nè thấy bạn cho cái kiến là sau khi về Việt Nam chụp hình thì mấy bạn thấy cái ở Việt Nam cái phong cảnh ở Đà Nẵng nó như thế nào và Hội An như thế nào em thấy chè ở đây rất là ngon. Này, cái thứ này là sau một ngày làm việc là đói bụng lắm rồi nè trước tiên là mình phải review là cái vấn đề là đi Đà Nẵng mình có cảm giác một ngày đi Đà Nẵng nó như thế nào phong cảnh ở Đà Nẵng nó như thế nào Quảng Nam Hội An nó như thế nào đó cho mình cái ý kiến đi đầu tiên là em thấy con người ở đây á họ rất là chân thật thà không có một tệ nạn nào hết mà hỏi cái gì cũng giúp hết trơn á nhất là cái team của anh Rồ Tìm là hả hết mình cháy hết mình luôn nguyên ngày hôm nay lăn xả chuyện gì cũng làm hết cho tụi em một bộ album rất là đẹp rồi rất là cảm ơn cô dâu rồi cho chú rể nè chú rể có một vài ý kiến là sau khi Việt Nam gốc chú rể đã ở Việt Nam ở Mỹ đã làm sống được mười mấy năm hả 18 năm sau 18 năm trở lại Việt Nam và về với Đà Nẵng với Hội An thì chú rể đã thấy người dân ở đây như thế nào và phong cảnh ở đây cũng như là cách làm việc của tất cả các anh em cũng như các hàng quán nó như thế nào chú rể có thể cho mình vài cảm nghĩ ha. Dạ thì em về Việt Nam được khoảng chừng 3-4 lần nhưng mà lần nào cũng ra Đà Nẵng thì em thấy Đà Nẵng rất là thành phố rất là đẹp. Chú rể chắc viết sẵn đó men, viết sẵn một bộ cái lời hỏi cho nói gì á. Trời ơi, nói diễn cảm gì thôi. Thấy người dân rất là friendly, còn khí hậu rất là tốt, biển rất là đẹp. Chưa ăn ngọt mà em thích ăn đồ ăn rồi các em thích ăn bún bò Huế, thích ăn hải sản ở đây, thích ăn bánh mì gì đó, bánh mì que, thích ăn nhiều thứ. Em ăn rất là nhiều, mỗi lần ăn hai tô. Nhìn tướng trưa nay là chủ đề thấy có ăn mì Quảng đó. Và ngày nào vừa ăn mì Quảng ngày mai là thêm một ngày nữa thì mấy bạn sẽ được ăn nhiều món hơn nữa. Đặc biệt là hôm nay là ăn chè quán chè của cô Sáu. Đó, một quán chè phải nói là rất nổi tiếng. Đó. Rồi sau một ngày làm việc thì chú rể thấy con người nó như thế nào, có mệt lắm không hay là tình trạng sức khỏe của mình nó như thế nào hay là thì đi nguyên ngày nghỉ rất là mệt nhưng mà thật sự rất là vui. Pro Team đã làm cho em cảm thấy rất là vui nên quên cái mệt. Rồi đó cảm ơn cô dâu, rất cảm ơn chú rể, nói chung là vì cái công việc tác chiến mà phải cho cái không khí vui vẻ thì công việc làm việc nó sẽ thoải mái hơn để cho hai bạn có thể có những nụ cười thật sự tươi hơn và phải nói là tự nhiên nhất có thể đó. Rồi sau khi một ngày tác chiến như thế này thì cô dâu chú rể có nhắn nhủ gì đến cửa hàng cũng như là bạn bè sau khi mình về nước về lại biên bản nó như thế nào, có thể cho mình một vài cái ý kiến cảm nghĩ để có thể rút được kinh nghiệm một bài học hoặc là những cái gì đó để cho mình cảm thấy phấn đấu hơn. Em nghĩ là mọi người giờ là quá là perfect rồi, hoàn hảo quá rồi, không cần thêm gì hết. Chắc là khùng thêm miếng nữa chắc còn vui hơn. Cái này thật sự là cái lần thứ hai, tại vì gia đình em đã làm với anh một lần rồi, đã giới thiệu cho em mà em thấy là rất là tin tưởng khi đã ra đây. Nhưng mà ra đây thì thấy là càng vui hơn, càng thấy những việc gì mà cái sinh em đã làm và thi rất là tốt nên em đã giới thiệu thêm với bạn bè em. Dạ. Yeah. Rất là cảm ơn mọi người đã giúp tụi em có một ngày rất là tốt. Rồi đại diện cho Rồ Tìm cảm ơn cô dâu chú rể đã ủng hộ Rồ Tìm và tin tưởng Rồ Tìm và chọn lựa Rồ Tìm để thực hiện cho mình một bộ ảnh.
để đời cho mình. Và hy vọng rằng là hai bạn sẽ có những chuyến về với Việt ra Việt Nam nhiều hơn và về với Đà Nẵng nhiều hơn nữa, về với Hạ An nhiều hơn nữa để có những chuyến du lịch của mình. Baby về kiếm rồi thì chụp thêm bộ với baby nha. Rồi như thế thì Tìm rất là cảm ơn. Rồi cảm ơn hai bạn của ngày hôm nay rất là nhiều. Chúc hai bạn ngon miệng, và đặc biệt hôm nay là chú rể đang ăn cái món gì ạ? Đây là đậu hũ. Đậu hũ. Ở Quảng Nam đó thì kêu là đậu hũ, còn người Hà Nội thì gọi là tàu phớ. À, chính xác là như thế. À, một món phải nói rất là ngon. Ở đây và đặc biệt là đây là cô Sáu, chủ quán chè. À, thì, cô Sáu đã làm quán chè này được bao nhiêu năm rồi cô Sáu? 4 năm rồi. À, 4 năm. Với kinh nghiệm 4 năm thì cô Sáu nấu chè rất là ngon phải anh em ơi. À, đặc biệt là món chè thập cẩm phải nói là rất tuyệt vời luôn. Đó. Đây, chè này thật cẩm đây. Và đặc biệt là tàu phớ nữa, tàu phớ cũng rất là ngon. Đó, mấy anh em có thể ra qua Hội An thì ngay chỗ đầu đường, ngay chỗ chợ đêm phố Lồng Đèn. Đấy. Đường La Hội. Đối diện trường học luôn. Thì phải nói là một quán chè rất là ngon rồi mấy anh em. Vừa rồi kể cả nghệ sĩ Thanh Bạch cũng phải dẫn nguyên cả nhà tới đây ăn. Rồi phải nói là món chè ti, món chè cốc như thế này nhưng mà rất là đặc biệt, rất ngon đây. Phía trước quán rất là đông những cô gái rất là xinh đó, đi chơi du lịch với nó ghé ăn đầy luôn đó, không phải là review cả ekip của Đầu Tiền không, nhưng mà đây là những cô gái cũng rất là đó của dân. Bạn ơi, bạn có thể cho mình review là bạn ăn chè của cô Sáu bạn thấy như thế nào? Ngon ạ. Quá tuyệt vời đúng không các bạn? Mấy bạn nếu như sau này mấy bạn về quê, mấy bạn có giới thiệu bạn bè đến đây Hội An chơi, có giới thiệu cô Sáu để ăn chè không nè? Có ạ, em sẽ giới thiệu. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn đã lời chia sẻ chân thành của hai bạn, một phụ nữ rất là xinh. Không biết là bạn này có người yêu chưa bạn hè? Em có rồi ạ. À, có người yêu rồi. Đó, chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn hạnh phúc. Đấy. Đây, cô Sáu nè, đó. Yeah, đó, cô Sáu rất là dễ thương, đó, rất đẹp luôn. Đặc biệt lòng rất đẹp tìm được. Đấy. Đấy, bên này mà anh em là đây, đây là chè của Đầu Tiền nè. Chưa quay. Đây. Bấm quay chưa anh? Quay quay luôn cái tô. Bấm quay chưa? Đây. Quay không vậy? Đã nhìn rồi anh đọc cho là đây là món chè của Sáu. Bây giờ đây là chè thật cẩm anh em. Đó, thành phần là tàu hũ này. Nói chung là hột sen này, hột xanh này, dừa này. Nói chung là đầy đủ rất là đa dạng luôn. Đó, mình phải trộn đều lên. Anh em chè không phải bắn ly bình thường đâu. Bỏ tô này rất là ngon, rất là đặc biệt. Đó, trộn vào. Đó. Nhất cái nạch. Đó. Quay hàng chè còn chưa? Nó ăn cái xong ăn này nó không có được nó ngọt hơn phải không? Ngon quá mà. Lúc đầu ăn này ngon. Rất là ngon. Nội tắc như thế cà phê. Về. Nước mẹ bao con nó có bán cho nó tiền cất xe rồi. Chuẩn bị được tiền cất xe nè. Chai nó ngọt đó. Nhưng mà có mùi gừng rất là thơm. Cái mùi ngọt của nó nhẹ nhàng, nó không có nó đậm quá. Nó cũng hơi bị dắt quá. Ăn rất là vừa miệng. Rất là tiền. Rất là ngon. Ăn chảy nước mắt luôn. Ngon quá rồi. Quá. Ăn chảy nước mắt. Cảm động. Ôi da. Con chè thì nó ngon gớm rồi da. Ôi da. Con chè thì nó ngon gớm rồi da. Con chè nó ngon gớm rồi. Nấu tự nhiên đó nghe, không có gì. Có đặc biệt lắm đây. Nước cũng ngon nữa. Con tự nước cũng ngon. Ăn quán chè này có một món đặc biệt kèm theo, đó là nước trà. Đó. Nước trà đậu rất là ngon bên em. Đó, hút một miếng nước là rất là phê luôn. Đó. Các quán chè khác không có đâu anh em ơi. Muốn uống nước, mua chè nước tốn 17 ngàn mà. Đó này là ăn chè dăm có nước uống miễn phí và đặc biệt nước nấu. Đậu rất là ngon. Rồi mình đang ăn chè. Tại vì bây giờ bọn em đi chơi lang thang quá rồi, mà nó có bảng này, 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 có thôi hôm nay đừng dành với tôi rồi nha. Ừ, thì uống đi, uống đi. Nè, uống đi ta. Anh uống đi. Uống đi, uống đi, uống đi, uống ta luôn. Có đá không? Đây chè. Ê, là nước đậu xanh. Nước đậu váo. Có lại. Bạn
đậu nấu chè không? Nó là thơm ngon đến giọt cuối cùng. Liếm luôn cái tô kìa. Thì đó cô ra kia cô những giọt nước mắt nữa. Ngon quá mấy em ơi. Sáng nay không mệt thấy gì á, cũng im ru à. Cho cho miếng. Cái chiều cũng nạp năng lượng anh xong cái ông đập cái mình hết. Sáng không hết pin. Anh làm cho múc ly rồi. Trà, ta cho trà đậu. 2 3 vô. Nè ngoài nhậu hết nữa. Ở chân đâu nó sạn. Ngon quá anh em ơi. Đây là quán chè cô Sáu này đó, không? À, thành phần chè thèn cẩm, chè hạt sen, chè bào, chè bắp à. Chè bắp, đậu ngừ, đậu trắng, đậu đỏ, nói chung là chè rất là rẻ, 15.000, 10.000 ly, ngon quá cháy mùi cát luôn đó. Các bạn làm sao? Đó. Đậu này. Đó. Đậu này là đậu đây cái này. Đậu này là đậu chi của Sáu này. Đậu trắng. Đây là đậu trắng. Đậu ngự. Đậu ngự. Đây là đậu chè xanh. Bắp nè. Chè bắp. Đậu xanh nè. Đó thấy không? Cái đó chè. Có đậu hũ đó nghe. Quay luôn. Đây hạt sen nè. Đó, còn đây là đậu hũ mấy anh em. À đậu hũ. Đó. Thành phần dưa nè. Làm từ đậu nào cô? Cái này cô nấu. Ờ cô nấu. Cô nấu. Đó, có dừa khô này nữa rất là ngon. Đây. Còn tưởng đâu làm cho một đậu đen nữa. Đấy. Rồi mấy đông xương xa xa để cầm ăn kèm với lại đậu hũ rất là đặc biệt luôn. Đây, đây là cô Sáu. Ăn ly trà uống xong cái ly trà không có. Cô Sáu, nếu như để chiều nay mình bán là mình phải thực hiện chè này là mấy giờ mình bắt đầu, mình sẽ mấy tiếng hồ mình sẽ thực hiện xong hay đứng đầu chè này? Mình nấu là buổi sáng 5 giờ mình nấu xong rồi biết tới 1 giờ. Gì đó? 1 giờ sau là 3 giờ chiều mới là sửa soạn lại, 5 giờ mới đi bán. 4 giờ cánh đi nè, 5 giờ được ca món. Bình thường mà cô bán là tầm khoảng mấy giờ là cô về cô sao? Tầm thường là 11 giờ. Bây giờ là 11 giờ là khô ráo đó. Khô ráo hay? Quá, món chè quá ngon mấy anh em.